Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa do sứ công viên Phạm Hồng Cường và Hà Anh phụ trách. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo trong phần 2 đã cho biết, Ngoại trưởng của Nam Hàn cho rằng cuộc tấn công của Nga tại Ukraine và khuyến khích Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng của Nam Hàn là Park Jin hôm thứ Bảy đã cho biết, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và sự chú ý toàn cầu về cuộc chiến đó đã khuyến khích Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật Bản trước đó trong ngày. Vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 1 tháng 1 rõ ràng cho thấy ý định tiến hành thêm các hành động khiêu khích. Ông Park đã phát biểu tại một hội thảo tại Hội nghị An ninh toàn cầu ở Munich của Đức. Tiếp theo, nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ Bảy, vốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì đó sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi, theo nghĩa là Triều Tiên có thể phát triển và triển khai tên lửa hạt nhân theo chiến thuật, lời của ông Park đã cho biết. Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ hỗ trợ Nga ở Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày thứ Bảy cảnh báo rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine sẽ tưởng thưởng cho hành vi gây hấn, trong khi hai cường quốc lời qua tiếng lại tại một cuộc hội nghị an ninh quan trọng ở Đức. Tại hội nghị an ninh Munich, bà Harris nói, Mỹ rất lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ làm xấu thêm các mối quan hệ với Moscow kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bất kỳ bước đi nào của Trung Quốc cung cấp hỗ trợ sát thương cho Nga sẽ chỉ tưởng thưởng cho hành vi gây hấn, tiếp tục sự chết chóc và làm suy yếu hơn nữa một trật tự dựa trên luật lệ. Bà nói, Trung Quốc và Nga công bố quan hệ đối tác không giới hạn ngay trước khi Nga xâm lược Ukraine một năm trước. Washington cảnh báo Bắc Kinh chớ cung cấp hỗ trợ vật chất cho nỗ lực chiến tranh hoặc giúp Moscow lách các chế tài của phương Tây, dù Trung Quốc đến nay đã tránh vi phạm những lần tranh đỏ. Đó, họ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao và mua năng lượng từ Nga bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập Tổng thống Vladimir Putin. Quan hệ Mỹ-Trung đã xấu đi vì các vấn đề bao gồm vũ khí cầu tình hình nghi là do thám của Trung Quốc gần đây bay ngang lãnh thổ của Mỹ. Bà Harris cũng lên án Iran và Triều Tiên hỗ trợ cuộc chiến của Nga. Triều Tiên đã phóng phi đạn tầm xa sau cảnh báo về tập trận quân sự. Triều Tiên vào ngày thứ Bảy đã phóng một phi đạn đạo tầm xa ra vùng biển ngoài khơi, bờ biển phía Tây của Nhật Bản, sau khi cảnh báo về phản ứng mạnh mẽ, đáp lại các cuộc tập trận quân sự sắp tới của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Nhà chức trách của Nhật Bản cho biết, phi đạn đã lao xuống vùng biển bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hơn một giờ sau khi được phóng ra. Điều này cho thấy vũ khí này là một trong những phi đạn lớn nhất của Bình Nhưỡng. Thủ tướng của Nhật Bản ông Fumio Kishida đã cho biết, phi đạn này dường như thuộc loại ICPM, nghĩa là phi đạn đạo xuyên lục địa. Ông nói trong một buổi cung cấp thông tin rằng, Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng, gọi đó là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada cũng cho biết, phi đạn dường như có tầm bắn hơn 14.000 cây số, đủ để vươn tới lục địa của Hoa Kỳ. Tokyo cho biết không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc máy bay. Tại Hàn Quốc thì nước tố cáo vụ phóng là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cũng cho hay, phi đạn đã bay khoảng 900 cây số trước khi lao xuống vùng biển. Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ vì liên quan đến vụ án trốn thuế. Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, hôm ngày 18 tháng 2 đã bị bắt giữ để điều tra vì liên quan đến một vụ án trốn thuế. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an hôm ngày 19 tháng 2 cho biết, ông Ca bị cơ quan an ninh điều tra tạm giữ để xá minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Thông báo không cho biết cụ thể liên quan của ông Ca trong vụ án này là gì. Nhà báo nhà nước trích từ Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vì bắt giữ được tiến hành, Công an mở rộng điều tra vụ án trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng liên quan đến vụ án này. Ngày 18 tháng 2, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an ở một số tỉnh thành tiến hành tố tụng đối với một số người liên quan. Ông Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958,
đã từng nắm chức giám đốc công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013. Ông nghỉ hưu vào tháng 7/2013 khi giữ các chức vụ bao gồm ủy viên ban thường vụ thành ủy, ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, bí thư đảng ủy, giám đốc công an thành phố, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14. Trong khi đó, thì hãng VinFast đã thu hồi gần 2.800 xe điện tại Việt Nam do lỗi phanh. VinFast vào ngày 18 tháng 2 thông báo thu hồi gần 2.800 chiếc xe điện đã bán ra tại thị trường của Việt Nam vì lý do lỗi hệ thống phanh. Số xe này gồm hai phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus sản xuất tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng từ tháng 9 năm 2022 cho đến tháng 2 của năm 2023. Thông báo của VinFast cũng nêu rõ, do lỗi lắp ráp linh kiện, bu lông kết nối bộ kẹp phanh cầu trước với khớp nối chịu lực siết không chặt, có thể bị lỏng khi xe vận hành, dẫn đến nguy cơ có khả năng làm giảm tác dụng của phanh phía trước. VinFast cũng cho biết đã báo cáo sự vụ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và chờ cơ quan này phê duyệt kế hoạch triệu hồi xe bị lỗi. Dự kiến bắt đầu từ ngày 19 tháng 2, chủ những của chiếc xe bị lỗi có thể đến các cơ sở trưng bày, xưởng dịch vụ của VinFast để được kiểm tra và khắc phục. Vào tháng 12 của năm 2022, VinFast đã giao hơn 4.000 xe điện cho khách hàng ở nội địa. Hơn phân nửa của số này là dòng xe VF8. VinFast bắt đầu hoạt động từ năm 2019 và cho biết đang có kế hoạch mở rộng sang thị trường Hoa Kỳ. Vào tháng 11 của năm ngoái, thì VinFast cũng đã chuyển 999 chiếc xe điện sang Hoa Kỳ và theo kế hoạch sẽ giao cho khách hàng tại thị trường này vào cuối tháng 2. Nơi trú ẩn nghệ thuật của Ukraine hoạt động để hàn gắn vết sẹo chiến tranh, bom rơi và còi báo động kêu inh ỏi. Nhưng trong một tầng hầm ở Kiev được coi như là một nhà hát, các buổi diễn tập của buổi biểu diễn kể về một thị trấn của Đức bị tấn công không ngừng trong Thế chiến thứ hai vẫn tiếp tục. Các buổi biểu diễn của nhà hát tên tiếng Anh là The Pro English Theater. Buổi biểu diễn tiếp theo của vở là The Book of Sirens vào ngày 21 tháng 2, 3 ngày trước lễ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Nga. Đây là một phần mới nhất của sứ mệnh sáng tạo của người sáng lập nhà hát và giám đốc nghệ thuật Alex Borovensky, nhằm giúp chữa lành những vết sẹo xung đột và nói với thế giới rằng Ukraine có nhiều điều hơn là sự sống còn. Nếu chúng ta nói về chiến tranh thông qua các phương tiện nghệ thuật, vết thương này sẽ có thể chữa lành nhanh hơn nhiều. Chúng ta sẽ không thể để lại vết sẹo đau thương. Chúng ta sẽ không phải chịu tổn thương này qua nhiều thế hệ, ông nói với Reuters. Borovensky, người có đoàn biểu diễn bằng tiếng Anh, cho biết thêm, nhà hát cho phép mọi người trải qua chấn thương theo cách không gây chấn thương. Bạn có thể nói nó và cảm thấy dễ chịu hơn. Việc nói dưới hình thức nghệ thuật về những điều quân sự là rất hữu ích. Nhà hát nằm trong một tầng hầm bên dưới một tòa nhà 4 tầng. Borovensky nói, từng là tầng hầm tránh bom trong Thế chiến thứ hai, giờ đây nó là một hầm trú ẩn nghệ thuật. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh Ukraine, 40 người và 7 con mèo đã sống ở đó để giữ an toàn và các diễn viên đã tập luyện. Trong số họ cho vở diễn The Book of Sirens. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường và Hà Anh phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả cũng như các cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi trưa an lạc.